Nên sẽ quay cho mọi người cái video về chim cho cái khu rừng sáng 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 này nè. Như này cầm rừng mình cần thủ nên quay. Đấy, bây giờ các về chim đang nó đang trao đổi với nhau đấy mọi người, rất là râm ran luôn. Còn nó đi làm việc rất đúng giờ mọi người, nó cũng như con người, nó đi ăn đúng giờ lắm, cứ tới cái giờ đó là bắt đầu cái đàn nó bắt đầu mới bay lên trời nha mọi người, chứ còn bay lên đi kiếm ăn á. Bầy chim này là số lượng cả mấy ngàn con đó mọi người, đó là nó sống ở cái khu rừng này nè. Năm nào niên trồng rừng sáng niên trồng rừng là nó cũng đi ăn dừa nhưng mà nó đi rất là đông mọi người. Đây cái rừng của niên đang trồng này, đây cái bẫy của các anh niên chuẩn bị niên trồng rừng đó. Nó reo nó mọc luôn. Đây rồi là cái cỏ thảm thực vật biển này mọi người. Đấy, rất nhiều. Người có nghe thấy tiếng chim không? Đây là tiếng chim của đang nói chuyện với nhau này mọi người. Đấy, nghe rôm rả. Niên thì niên không dám đi vào trong rừng, thì niên vô thì nó bật nó bay lên, nó bay tứ tung nên là không có thể quay tận cảnh được, nên là niên sẽ đứng ngoài đây chờ. Rồi tới thời điểm chim nó bắt đầu nó bay lên thì niên sẽ quay nhé, quay cho mọi người cùng xem. Thanh là sinh bệnh năm người. Đây là bãi biển ở Quy Nhơn này, cái này là cái khu cảng biển Quy Nhơn này mọi người. Đấy, cảng biển dưới này này. Đấy, bây giờ nó niên đi ra trồng rừng sớm quá nên là cứ nó còn mù từ xương á, mình không thấy. Đấy, tèo cảng ở Quy Nhơn này mọi người. Giờ này là người dân họ đi bắt đầu đi từ 4-5 giờ sáng là niên đã thấy mọi người người dân đi khai thác thủy sản hải sản rồi. Người thì đi bắt hèo, người thì đi thu lưới lờ, người thì đi đào phớn, rất là nhộn nhịp á mọi người. Đấy, ở đằng xa kia là có một dân họ đang thu hải sản đang lựa mọi người. Đấy, mọi người thấy không, ở xa nên video nó giật quá mọi người. Đấy, mọi người thấy không, bắt đầu chim đi ăn rồi đấy, kinh chưa. À, chim mấy người thấy không? Ôi dồi ôi, chim trắng trợ luôn nha mọi người. À, lên tiếp một đợt nữa này mọi người. À, nó lên từng đàn vậy á. Đấy, nó bay lên này đấy mọi người thấy không, nó bay lên tiếp tục lên nữa. Ôi 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 ui ui đấy đấy, tiếp tục đấy ui ui, người thấy không, rất là nhiều. Đây cái bài này gần ngàn con các mọi người ơi, không ui ui. Đấy, nó bay lên nữa này mọi người thấy không, liên tục. Đấy, nó lên nữa này, nó lên từng bài đầu tiên là đi đông nhất và mấy tiếp theo. Đấy, nó bay lên nữa này mọi người thấy không? À,
Dạ như nó chia từng đội ra đấy mọi người thấy không? Nó bay ngập trời luôn. Rồi, hết rồi mọi người. Rồi cái bầy này nó chắc cũng cá. Chắc đến vài ngàn con đó mọi người. Ồ, đồng lắm. Bây giờ Niên lại quay lại cái khu trồng rừng của Niên này. Đây là cái rừng Niên trồng này. Ui. Đây, khu này nó có một cái cây thực vật. Bây giờ nó bay lên nữa này mọi người thấy không? Giờ nó còn con này, còn nó lên chưa hết mà. Đấy, giờ tiếp tục nó lên từng bầy từng đàn nữa này. Nó lên nữa. Rất là nhiều luôn mọi người ạ. Cái đây là cánh rừng. Đây rừng Niên Trồng. Giờ Niên thì quay lại cái khu Niên Trồng. Niên với mấy chú đang trồng rừng ở đây. Sáng tranh thủ nước lên làm từ 4 giờ sáng này các mọi người, tranh thủ nước nó lên chứ không là nó nước nó cạn là trồng trồng rừng ngập mặn ngập vất vả vậy mọi người, không có như phải như trồng như rừng rừng ở trên núi là nước khô thì người ta trồng rừng ban ngày đi lại nó thuận tiện, mình đi lại xong nước đi lại 3-4 giờ sáng rất là nguy hiểm, nước non trôi cây trôi đồ giặt cây rồi gãy hết đấy. Gần đây năm trước mình trồng thiệt là đẹp, năm nay nó bị ba con giáp sát chân đều anh tê tua mốt hết mọi người đấy. Anh gì mà anh này đó, cây Niên trồng to như thế này rồi mà anh ngã đổ hết đây, người thấy một cái gốc 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 chà bá gốc nào gốc mấy chà bá mà anh hết. Thôi người đem lên cái này thôi. Rồi, những cái đi thành vườn khác. Cái khác thôi.